Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trên cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên đã tận hưởng một năm mới vui tươi, hạnh phúc và an toàn. Để có được kết quả đó, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Long Xuyên đã chấp nhận gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng bên gia đình, người thân, bạn bè, ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra canh gác để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách vui xuân đón Tết. Theo đó, thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, đặc biệt là trong 7 ngày Tết, từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023 nhằm mùng 6 Tết Quý Mão. Các lực lượng chức năng Công an thành phố Long Xuyên đã phân công bố trí lực lượng ứng trực 24/24, tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh, an toàn, các hoạt động, các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh thì Công an thành phố cũng đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho cái Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2023. Và đặc biệt là chúng tôi là triển khai cái cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong 7 ngày Tết, và trong đó là đặt ra vấn đề quan trọng đó là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì sau một thời gian thực hiện cái cao điểm và đặc biệt là tổng kết cái 7 ngày cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thì Công an thành phố Long Xuyên chúng tôi đánh giá là có thể là năm nay thì về cơ bản là tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Các loại tội phạm vi phạm pháp luật thì mặc dù có diễn ra nhưng mà cơ bản là được kiềm chế và kịp thời phát hiện, xử lý, điều tra, khám phá theo đúng quy định. Những kết quả đáng ghi nhận trên đã góp phần giúp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các sự kiện lễ hội chào năm mới diễn ra trên địa bàn được an toàn tuyệt đối. Nhân dân thành phố Long Xuyên và du khách hưởng một mùa xuân mới an lành, vui tươi, hạnh phúc trọn vẹn. Đây là tiền đề và là động lực quan trọng để toàn đảng, toàn quân, toàn dân thành phố Long Xuyên phấn đấu hơn nữa trong lao động, công tác, với mong muốn năm mới thắng lợi mới sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Công an thành phố Long Xuyên vừa xác định là sẽ tiếp tục triển khai các cái biện pháp giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2023 để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thứ nhất là chúng tôi sẽ quyết liệt triển khai cái vấn đề tấn công trấn áp tội phạm. Thứ hai là kiểm soát các cái loại hình ngành nghề kinh doanh có điều kiện và rà soát những cái hoạt động vi phạm pháp luật và gây bức xúc trong quần chúng dân, ví dụ như là hoạt động tín dụng đen, các cái nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao hoặc là mang theo hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, hoặc là vấn đề là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đây là những vấn đề là chúng tôi sẽ tập trung công tác quản lý, đấu tranh, triệt xóa theo quy định của pháp luật. Mùa xuân này, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Long Xuyên đã gặt hái được nhiều thắng lợi quan trọng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tin tưởng rằng những kết quả trên sẽ tiếp tục được phát huy, từ đó thành phố Long Xuyên sẽ trở thành đô thị trật tự, văn minh, an toàn, yên bình, là nơi đáng đến và đáng sống trong tương lai. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xây dựng cầu nối hai tỉnh An Giang Đồng Tháp thay thế cho các phà hiện hữu. Trước đó, cử tri An Giang kiến nghị sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Dạp Nao thay thế bến phà Thuận Giang trên quốc lộ 80B và dự án cầu qua sông Tiền nối thị xã Tân Châu tỉnh An Giang và huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp nhằm thay thế phà Tân Châu Hồng Ngự trên quốc lộ N1. Trả lời cử tri An Giang, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021, nâng cấp các tuyến đường tỉnh 942, 954, 953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, An Giang thành quốc lộ 80B, thì các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp 4 hai làn xe. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, trong đó có công trình cầu bắc qua sông Dạm Nao nối huyện Chợ Mới với huyện Phú Tân. Đồng thời, tỉnh sớm trả lời kiến nghị của cử tri về nội dung nêu trên theo thẩm quyền. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.
về đầu tư xây dựng cầu qua sông Tiền thì Bộ Giao thông Vận tải giải thích hiện nguồn lực trong giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội Chính phủ phân bổ cho Bộ Giao thông Vận tải rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng giãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước, trả nợ các dự án BT. Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và hoàn chỉnh các thủ tục để phân cấp cho An Giang thực hiện dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 57,2 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 13.799 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải đã cân đối 1.671 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư cầu Tân Châu - Hồng Ngự nhằm thay thế bến phà Tân Châu - Hồng Ngự như kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang. Bộ Giao thông Vận tải rất mong cử tri và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chia sẻ và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải trong việc tìm kiếm nguồn vốn hợp pháp để sớm có phương án triển khai thực hiện công trình này. Thưa quý vị, An Giang có nhiều danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, tâm linh nổi tiếng khu vực Nam Bộ, nên vào mỗi dịp năm mới có hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về đây chiêm bái tham quan. Dù lượng du khách tập trung khá đông, nhưng nhờ sự chuẩn bị tốt từ chính quyền địa phương, nên năm nay du khách đến với An Giang đều cảm thấy khá thoải mái và hài lòng, chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Quần thể khu di tích văn hóa núi Sam, thành phố Châu Đốc, nơi có miếu bà chúa xứ nổi tiếng khắp các vùng đông nghẹt người đến hành hương chiêm bái. Với mật độ phương tiện lưu thông dày đặc nên lực lượng công an trên địa bàn luôn duy trì và túc trực thường xuyên để tổ chức phân luồng. Nhờ thế, việc đi lại của người dân diễn ra một cách thuận lợi và an toàn. Các mặt khác về an ninh trật tự cũng được đảm bảo để du khách có thể thoải mái du xuân. Còn tại khu du lịch núi Cấm, một địa điểm tham quan nổi tiếng khác ở huyện Tịnh Biên cũng được đảm bảo tình hình an ninh trật tự khá tốt. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận phản ánh nào của du khách về các tình trạng như chèo kéo, chặt chém, trộm cắp hay mê tín dị đoan. Theo ngành du lịch tỉnh An Giang, trong những ngày Tết vừa qua, tỉnh đã đón hơn 500.000 lượt du khách đến tham quan. Trong đó, một số điểm tham quan có lượng khách tăng cao so với cùng kỳ như khu du lịch núi Sam và khu du lịch núi Cấm. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc, báo hiệu một năm đầy bội thu cho ngành du lịch An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trồng dưa hấu trong nhà lưới và áp dụng kỹ thuật tiên tiến là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo về năng suất, đặc biệt là an toàn cho người tiêu dùng. Đây cũng là phương pháp giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng mà ngành nông nghiệp đã khuyến khích áp dụng. Tận dụng nhà lưới có sẵn trồng các loại rau dừa bí trước đây, anh Trần Công Quyển ở xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã được cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa hấu không hạt theo hướng an toàn cho năng suất cao, được thương lái bao tiêu sản phẩm. Đây là vụ thứ ba anh Quyển mạnh dạn trồng dưa hấu không hạt. Với kinh nghiệm từ bản thân trước đây và cách làm đầy sáng tạo của anh Quyển, đã làm dạn cho dưa hấu leo trong nhà lưới nên đạt hiệu quả cao cả về năng suất và chất lượng. Với phương pháp trồng hiện đại cộng thêm sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ khuyến nông, dưa ít sâu bệnh gây hại nên sản phẩm trái đẹp, an toàn, do đó được thương lái hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ với mức giá 8.000 đồng một ký. Cái này mình làm trong nhà lưới thì kỹ thuật mình làm thì cũng giống như ngoài thôi, nhưng mà nó ít sâu bệnh hơn, nó ít bị ảnh hưởng á. Thì mình làm lợi nhuận thì chắc có hơn. Tại vì mưa gió, mưa thì cái độ mưa thì nó không có ảnh hưởng tới cái mưa, cái hột mưa nó nhỏ lại, rồi gió thì nó không có. Sâu thì cũng ít, chỉ có bỏ chỉ rồi thì chút đỉnh là chứ cũng không. Ở ngoài thì sâu mưa gì nhiều và ảnh hưởng mưa gió rồi đó, rồi nó bị nặng hơn nhiều lắm. Trồng phải cực hơn. Thì nó cũng bình thường thôi, mình tại mình cũng có kinh nghiệm mà. Mình trồng thì thấy cũng dễ chứ không có gì đâu khó. Đầu ra thì tại dưa hấu không hạt này nè là mình có cái hợp đồng đầu ra sẵn đó. Có mấy cái công ty nó hợp đồng rồi mình ký đầu vụ. Ký ngay đầu vụ luôn. Thu nhập thì ổn định. Mô hình được triển khai với hình thức hỗ trợ là 50 của nhà nước, 50 nhân dân hỗ trợ cùng làm, là nguồn vốn ngân sách của huyện Châu Thành. Đã hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời là giới thiệu để mà cho nông dân bán ra. Và đầu ra là sẽ bao tiêu hướng dẫn cho, giới thiệu cho hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch Châu Thành, bao tiêu từ đầu vụ. Và giá là hợp đồng với nông dân từ đầu vụ luôn.
Với diện tích trồng 2.000 m2, anh Nguyễn phủ lưới xung quanh gieo 3 loại giống. Sau 65 ngày thu hoạch, cho thấy trọng lượng mỗi trái đạt từ 2,5 đến 4 kg, có những trái nặng gần 5 kg. Ngoài trái to, mẫu mã đẹp, dưa anh Nguyễn trồng còn cho năng suất cao như giống Mặt Trời Đỏ đạt gần 4 tấn trên 1.000 m2, giống Lộc Phát đạt gần 5 tấn trên 1.000 m2. Sau khi trừ tất cả chi phí, anh Nguyễn đã thu lại lợi nhuận từ 16 đến 24 triệu đồng trên 1.000 m2. Anh Nguyễn cho biết, trước đây anh trồng các loại như bí rợ, dưa leo và dưa hấu có hạt cho lợi nhuận thấp. Trong vụ này, nhờ chương trình khuyến nông đã hỗ trợ một phần kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật, nên anh mạnh dạn trồng dưa hấu không hạt, kết quả thu lợi nhuận cao hơn 2 lần so với các vụ trồng trước đây. Năm 2020, Trung tâm Khuyến Nông An Giang đã trình diễn gần 50 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đã mang lại kết quả tích cực. Trong đó, mô hình trồng dưa hấu không hạt trong nhà lưới cho dây leo trên giàn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng ngoài trời. Anh Huỳnh Công Quyển cho biết, trồng trong nhà lưới giảm chi phí sản xuất, trái đẹp, ngon và đặc biệt tạo ra được sản phẩm nông sản an toàn cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, nét đẹp văn hóa đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một việc làm không thể thiếu của nhiều người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Vì vậy, trong những ngày đầu xuân Quý Mão năm 2023, bên cạnh việc du xuân, rất đông người dân đã đến các chùa trong tỉnh cầu may mắn, bình an, phước lành trong những ngày đầu năm mới. Những ngày qua, ở tất cả các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh đã đón rất đông người dân đến lễ Phật, cầu mong những điều tốt đẹp nhân những ngày đầu năm mới. Với ý nghĩa đó mà lễ chùa đầu năm không chỉ là thói quen mà trở thành nét văn hóa tốt đẹp trong đời sống người Việt. Tại các chùa tổ đình trên địa bàn huyện Phú Tân, không khí người dân đến lễ chùa đầu năm luôn rộn ràng, thành kính, trang nghiêm, gửi đến những ước nguyện tốt lành cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người, mọi nhà đầu năm mới. Rằng Tết nhất mình đi cúng chùa, một là để cầu cho quốc thái gia ngang, mưa thuận gió hòa, hai nữa là mình cầu cho củ quyền thất tổ và ông bà cha mẹ, là ông bà cha mẹ là còn sống á, thì được tăng long phước thọ, chết thì trực giảng tây phương. Vì vậy nên bổn phận con cháu là đầu năm là phải trở về là viếng chùa để mà cầu nguyện cho quốc thái gia ngang. Với nhiều người, đi lễ chùa đầu năm không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc ước nguyện cầu được ước thấy, mà ở đó con người ta có được giây phút quý giá để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại sau lưng bao nhọc nhằn vất vả. Đây còn là dịp để mỗi người sống chậm, thưởng lãm không gian thanh tịnh tại chốn thiêng liêng, tìm chút thư thái cho tâm hồn, thắp nén nhang thơm để thể hiện tấm lòng thành kính đến Đức Phật, Tổ tiên hay dòng họ, gạt bỏ những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Cúng mình cảm thấy không khí rất là thiêng liêng, rồi mình cảm giác như mình được hướng về Phật Pháp, mình cảm thấy là mình tâm tính của mình an yên hơn. Ngoài những cái cầu may mắn bình an thì mình có cảm giác như mình hướng về nguồn cội của mình hơn. Mình đến chùa mình để tưởng nhớ ông bà, cầu cho gia đình bình an rồi đất nước quốc thái dân an. Mình cầu mong cho bá gia bá tánh được làm ăn phát tài phát lộc và thế giới mình được bình yên và đất nước Việt Nam của mình được bình yên. Với ý nghĩa đó mà tại các ngôi chùa lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh thu hút rất đông các tín đồ Phật tử, người dân đến chùa lễ Phật không chỉ những ngày đầu năm mới mà còn kéo dài đến hết tháng Giêng. Cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại, nhưng văn hóa du xuân, lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân lưu giữ. Bởi điều đó giúp họ cảm nhận thêm niềm tin yêu vào cuộc sống và cầu mong một năm mới nhiều may mắn và an lành. Cuộc hành trình đầu năm vì thế càng trở nên ý nghĩa. Thưa quý vị, trước tâm lý ngại kẹt xe, ngắn khói bụi, nhiều người đã chọn những vườn cây ăn trái hay vườn sinh thái làm điểm vui chơi thư giãn, trải nghiệm vào những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại một vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Phú Tân. Những ngày qua, cùng với niềm vui rộn ràng vào thu hoạch vụ bưởi Tết, gia đình ông Nguyễn Phú Hộ và Huỳnh Ngọc Bảy ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân đón tiếp khá nhiều người dân đến vui chơi, chụp ảnh và trải nghiệm vườn bưởi trĩu quả của mình trước và trong những ngày Tết. Qua 7 năm vun trồng, 700 gốc bưởi da xanh đã hội đủ điều kiện làm du lịch sinh thái tại vườn, nên năm nay chủ vườn quyết định không bán cho thương lái mà thí điểm đón khách tham quan, chụp ảnh, tổ chức liên hoan và trải nghiệm tự mình thu hoạch. Du khách đến đây thì
nó có một cái hoạt động nổi bật mà mong muốn đó, tức là cho du khách là trải nghiệm cái hoạt động là tự chọn quả bưởi mà mình thích và tự tay cắt là cái quả bưởi đó để mang về. Đó là cái hoạt động, là cái điểm nhấn của cái ý tưởng của vườn bưởi Phú Hộ này. Và ngoài ra thì thông qua cái hoạt động đó thì mình cũng mở cái gian hàng để buôn bán là các cái sản phẩm, rồi kết hợp với là các cái món là ẩm thực là gắn tới cái quả bưởi da xanh, là chẳng hạn như là gỏi bưởi tôm hoặc là nước ép từ quả bưởi đó, thì đó là các cái hoạt động mà sẽ hướng đến để phục vụ du khách trong cái dịp xuân này. Vườn bưởi Phú Hộ chính thức mở cửa hoạt động từ những ngày cận Tết Nguyên Đán Quý Mão đến ngày mùng 9 và vào cổng miễn phí. Mô hình dù khá mới mẻ nhưng đã thu hút được khá nhiều du khách lân cận tìm đến tham quan và tự tay lựa chọn những quả bưởi ưng ý nhất để chụp ảnh, thưởng thức hương vị cây trái miệt vườn cùng người thân bạn bè giữa không gian tươi mát. Tránh xa những ồn ào, khói bụi, quả là một trải nghiệm tuyệt vời được nhiều người chọn lựa trong kỳ nghỉ Tết. Thì thường thường ngày Tết đó, mọi người hay đi check-in vườn hoa, chụp ảnh các kiểu. Tuy nhiên mình thấy check-in tại vườn bưởi là một cái trải nghiệm mới cũng thật là thú vị. Bởi vì khi mà mình vô đây, ngoài cái việc mà mình tham quan vườn, một cái khu vườn diện tích khá là rộng, với bưởi thiệt là nhiều, rất là chịu quả, nhìn rất là thích mắt, mà mình còn được tận tay cắt, được lựa chọn và cắt những cái trái bưởi theo cái ý thích của mình. Mình sẽ lựa cái kích thước vừa với cái chỗ mình trưng ở nhà chẳng hạn. Và ngoài ra thì mình cũng có thể tham gia những cái hoạt động tại vườn. Sản lượng của vườn hiện tại thì nằm trong khoảng tầm khoảng 12 đến 15 tấn để phục vụ du khách. Giá cả thì cơ bản là nó thấp hơn so với giá thị trường bán lẻ ở bên ngoài. Tuy nhiên thì đối với người tiêu dùng thì cũng có thể là chọn được là cái quả bưởi là ưng ý mà với một cái giá mà thích hợp. Dù chỉ mới thí điểm mô hình du lịch sinh thái năm đầu tiên, nhưng chủ vườn bưởi Phú Hộ nhận thấy tín hiệu rất khả quan. Từ đó rút kinh nghiệm trong việc đầu tư để mô hình ngày càng thu hút, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của du khách vào những dịp lễ Tết trong năm. Thưa quý vị và các bạn, An Giang ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của dãy Thất Sơn huyền bí cùng các di tích lịch sử cách mạng hào hùng, di tích văn hóa với nhiều lối kiến trúc độc đáo, những điểm đến mới check-in ấn tượng. Đặc biệt, An Giang còn nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan và chiêm bái. An Giang được biết đến là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với những cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, những công trình di tích lịch sử văn hóa lâu đời, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa độc đáo của đồng bào bốn dân tộc anh em Kinh Chăm Hoa Khmer, và còn là nơi tập trung của rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng với hệ thống công trình kiến trúc vô cùng đặc sắc. Nhắc đến những địa điểm nổi tiếng ở An Giang, không thể không nhắc đến khu du lịch quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc với quần thể di tích lịch sử văn hóa như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Chùa Tây An, Lan Thọ Ngọc Hầu, Chùa Hang. Đây là những di tích lịch sử văn hóa có lối kiến trúc độc đáo, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, gắn với sự tích huyền bí thời khẩn khoang mở cõi của vùng đất An Giang. Hàng năm, khu du lịch quốc gia Núi Sam diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001. Lễ hội không chỉ mang tính chất tín ngưỡng tâm linh mà còn là hoạt động văn hóa đặc trưng của cư dân Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng. Nơi đây, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và hành hương, chiêm bái cầu bình an sức khỏe, may mắn tài lộc, con cái thịnh duyên. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành tổ chức hội thảo mô hình trồng nấm rơm dạng trụ và tận dụng phụ phẩm sau trồng nấm để ủ phân hữu cơ bón qua kiển. Tại hội thảo, bà con nông dân được cán bộ kỹ thuật viên nông nghiệp địa phương hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm rơm dạng trụ và tận dụng phụ phẩm sau trồng nấm để ủ phân hữu cơ bón qua kiển, như hướng dẫn làm nhà trồng nấm, chuẩn bị nguyên vật liệu trồng nấm, kỹ thuật ủ rơm, chăm sóc và phun ẩm, cách thu hoạch và ủ phân hữu cơ bón qua kiển. Nông dân tham gia hội thảo còn được tham khảo thực tế mô hình của anh Ngô Thành Phương, nông dân ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hành. Mô hình có tổng chi phí đầu tư là trên 120 triệu đồng, trong đó kinh phí từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ gần 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình anh Phương đối ứng. Trong vụ mùa đầu tiên, trừ chi phí, anh Ngô Thành Phương thu về lợi nhuận gần 5 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, anh Phương còn tận dụng nguồn phụ phẩm rơm sau thu hoạch để ủ làm phân hữu cơ bón cho hoa kiểng của mình. Phân hữu cơ bón cho hoa kiểng tốt hơn các loại phân hóa học, giúp anh Phương giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho việc trồng hoa kiểng. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đang triển khai xây dựng thư viện thân thiện của tổ chức Room to Read cho 14 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang theo kế hoạch có 9 đơn vị trong tổng số 14 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tham gia giảng hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Room to Read xây dựng thư viện thân thiện. 5 trường tiểu học còn lại của chương trình thư viện thân thiện sẽ tổ chức lễ khánh thành trong tuần đầu tháng 2 năm 2023. Đến với mô hình thư viện thân thiện, học sinh được thoải mái và dễ dàng lựa chọn sách vì tất cả các quyển sách đều được đặt trên kệ vừa với tầm tay của các em. Sách đã được phân loại theo trình độ đọc và được dán mã màu để các em dễ dàng tìm kiếm. Quy trình mượn trả sách đơn giản. Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần để phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh. Các em có thể mượn sách để đọc tại chỗ hoặc mang về nhà. Không chỉ phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh, thư viện còn mở rộng cửa đón các bậc cha mẹ học sinh đến với thư viện để cha mẹ cùng đọc với con, tiến tới cả gia đình tham gia đọc sách. Hoạt động của thư viện thân thiện sẽ góp phần hình thành thói quen đọc cho học sinh để các em tự nguyện đọc sách, thường xuyên đọc sách và thích thú khi đọc sách. Qua triển khai thư viện tại đơn vị, hầu hết ban đại diện cha mẹ học sinh đều thống nhất cao việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện của nhà trường, sẵn sàng tham gia hoạt động giao lưu, tìm hiểu sách cùng con tại trường và đọc sách tại nhà, sẽ tiếp tục ủng hộ để mô hình thư viện thân thiện ngày càng phát triển.